Cỏ như kiểu cỏ đây này, đây những cái cỏ hai lá đây, ở trong này hất ra cái mà mục nó lên được luôn, nhanh thật đấy. Dậu đổ cái là bìm leo là các cái trong ông nội đấy, còn thêm câu là chó ỉa đè, thế là tan nát hết, cái kiểu là nó bị vùi dập ấy. Bây giờ mẹ mới tưới qua cái nha. Vâng. Kìa, một rễ trong tay kìa. Rễ rồi, bắt cái đấy cho khô, còn cái này nó vẫn còn đang khô, mình mang về. Vâng, mới cho cái thứ đồ của mẹ. Mấy cái túi này thì cứ để ở đây. Đây. Cắm vào đây. Túi này này. Rồi, găng tay này. Rồi, xong. Mấy cái này này, còn mấy cái đồ này cứ vứt hết. Rồi. Đồ đấy vứt hết đấy. Bây giờ để lúc nào bạn xuống mình. Đúng rồi, mình lại đi làm cái nó sàn này xong. Nhưng mà khi mang xuống mình cứ mang. Đúng. Cái này cho để gọn trong này đi. Bây giờ mẹ tưới cho cây phát đã nha. Con cứ đứng lên mẹ té. Đấy, té như này thì nó không bị ấy, nó không bị xẹp cây. Vâng. Đấy, té như này. Rồi. Ok. Rồi, nước cứ để đấy mày nhỉ. Có hôm nọ hôm kia chứ mày.
Để đây mẹ. Đây rồi. Nước ở đây thùng tha hồ mà tưới. Hết lại lấy.